gọi là rau nhưng lại không ăn lá. Đây chính là rau tiến vua. Hôm nay hãy cùng mình làm rau tiến vua muối chua ngọt nha các bạn. Rau này thì có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng là về Việt Nam thì chỉ có loại khô thôi. Bây giờ mình sẽ mang ngâm nước khoảng 30 phút. Sau khi rau tiến vua nở ra thì chúng ta sẽ rửa sạch. Hỗn hợp để ngâm gồm 500ml nước, 100g đường, 2 muỗng muối hột và 200ml giấm gạo. Bây giờ đun sôi nhẹ và để nguội hỗn hợp này nha các bạn. Tiến vua chúng ta sẽ cắt khúc vừa ăn, thái thêm ớt và tỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào hũ thủy tinh. Cuối cùng là đổ hỗn hợp chúng ta vừa để nguội vào, thêm một túi bóng nước để nén lại. Rất dễ phải không các bạn? Sau 3 ngày chúng ta có thể mang ra ăn hoặc là trộn với tai heo nha các bạn. Sau mình có sẵn tiến vua khô hoặc là rau tiến vua muối chua ngọt. Các bạn có thể mua đồ muối làm sẵn hoặc là mua rau tiến vua khô về tự làm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.